Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, Tòa Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, bị cáo buộc đã nhận hối lộ 25 tỷ đồng trong vụ này. Tại tòa, bị cáo Lan Khai đã nhận một số quà tặng như túi LV, nhận giò hoa quả, hộp bánh từ các doanh nghiệp. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan thừa nhận cáo trạng. Ngày 11 tháng 7, tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án chuyến bay giải cứu. Có 54 bị cáo trong vụ án bị truy tố 5 tội danh khác nhau. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 30 ngày. Theo đó, trong phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao bị cáo buộc 32 lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng để tạo điều kiện cho 8 doanh nghiệp được cấp phép chuyến bay giải cứu. Trong phiên tòa sáng ngày 11 tháng 7, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan đã khai nhận một số quà tặng như túi LV từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, nhận giỏ hoa quả hộp bánh từ bị cáo Lê Văn Nghĩa, giám đốc công ty Nhật Minh. Bên cạnh đó, bị cáo cũng thừa nhận túi sách, mũ, triệu hoa và 50 triệu đồng do Nguyễn Thị Tường Vi, giám đốc công ty ATA, tặng nhân dịp ngày thành lập Cục Lãnh sự. Sau đó, bị cáo chuyển cho Lưu Tuấn Dũng, Phó trưởng phòng Bảo hộ công dân nhập quỹ chung cũng trong phiên tòa, cơ quan công tố xác định bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội. Cụ thể theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, cục lãnh sự bộ ngoại giao đã tập hợp đề xuất lãnh đạo chính phủ phê duyệt tổ chức thực hiện 772 chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về nước, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Với cương vị của mình, bị can Nguyễn Thị Hương Lan đã có hành vi nhận hối lộ trong quá trình cấp phép chuyến bay giải cứu. Bị can Nguyễn Thị Hương Lan, khi đó là cục trưởng, được giao quản lý phụ trách toàn bộ công việc của cục lãnh sự, xe duyệt danh sách các doanh nghiệp được thực hiện chuyến bay, trực tiếp báo cáo bị can Tô Anh Dũng, khi đó là thứ trưởng Bộ Ngoại giao duyệt ký công văn đề xuất cho các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, có 8 cá nhân đại diện các doanh nghiệp đã đặt vấn đề nhờ và được bị can Nguyễn Thị Hương Lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ trong việc cấp phép chuyến bay. Thời gian này, bị can Nguyễn Thị Hương Lan nhiều lần nhận tiền của đại diện các doanh nghiệp. Biết được vai trò của bà Lan, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, 8 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, đưa tiền để được cấp phép chuyến bay nhanh chóng. Cụ thể vào tháng 5 năm 2020, bị can Hoàng Diệu Mơ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Bình, được bị can Tô Anh Dũng giới thiệu đến gặp và được bị can Nguyễn Thị Hương Lan đồng ý tạo điều kiện để nhóm công ty trách nhiệm hữu hạn An Bình được cấp phép 66 chuyến bay. Sau đó bị can Hoàng Diệu Mơ đã đưa cho bị can Nguyễn Thị Hương Lan tổng số tiền là 13,2 tỷ đồng gồm 11 lần. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hương Lan cho rằng bị can chỉ nhận một lần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị can Tô Anh Dũng, sao kê tài khoản và các chứng cứ tài liệu liên quan, cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Thị Hương Lan đã nhận hối lộ của bị can Hoàng Diệu Mơ số tiền 13,2 tỷ đồng. Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp khác cũng đến gặp bà Lan để nhờ giúp đỡ. Trong quá trình cấp phép, bà đều nhận tiền hối lộ, trong đó phải nhắc đến sự việc của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc công ty Blue Sky nhóm công ty của bị cáo Hằng đã được cấp phép 109 chuyến bay. Bị cáo này 8 lần đưa hối lộ cho bà Nguyễn Thị Hương Lan 5,9 tỷ đồng. Đến tháng 6 năm 2021, bị can Nguyễn Thị Tường Vi, giám đốc công ty ATA, đặt vấn đề và được bị can Nguyễn Thị Hương Lan đồng ý tạo điều kiện giúp cấp phép 32 chuyến bay giải cứu. Bị can Nguyễn Thị Tường Vi khai đã 4 lần đưa hối lộ cho bị can Nguyễn Thị Hương Lan tổng số tiền 300 triệu đồng và 85.000 đô la Mỹ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra có đủ các chứng cứ tài liệu liên quan tới việc bị can Nguyễn Thị Hương Lan đã 4 lần nhận hối lộ của bị can Nguyễn Thị Tường Vi. Người thứ ba đưa hối lộ cho bị can Nguyễn Thị Hương Lan là bị can Lê Văn Nghĩa, giám đốc công ty Nhật Minh. Nhóm doanh nghiệp của bị can Lê Văn Nghĩa được bị can Nguyễn Thị Hương Lan giúp cấp phép 18 chuyến bay giải cứu nên đã hối lộ cho Nguyễn Thị Hương Lan 2 lần với số tiền là 20.000 đô la Mỹ cáo trạng xác định trong quá trình cấp phép các chuyến bay giải cứu từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, cựu cục trưởng cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã 32 lần nhận hối lộ của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng, gồm 20,2 tỷ đồng và 210.000 đô la Mỹ. Ngày 17 tháng 4, gia đình bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan đã nộp 900 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Danh sách đen trong chuyến bay giải cứu sau một thời gian điều tra cơ quan công an đã đưa ra kết luận rằng ở quá trình cấp phép chuyến bay công dân tự trả phí những cá nhân có nhiệm vụ quyền hạn trong nước đã tạo thành nhóm lợi ích cụ thể các cá nhân có thẩm quyền thuộc cục lãnh sự bộ ngoại giao đã không minh bạch về quy trình tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp xin cấp phép chuyến bay việc cố tình này buộc các doanh nghiệp phải tìm cách tiếp xúc gặp gỡ và thỏa thuận về chi phí đưa hối lộ cho những cá nhân được giao nhiệm vụ tập hợp đề xuất cấp phép chuyến bay Đối với các doanh nghiệp chưa tiếp xúc, thỏa thuận đưa hối lộ các bị can sẽ gây khó dễ với nhiều hình thức. Theo số liệu thống kê, có khoảng hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, nhưng thực tế chỉ có 20 nhóm doanh nghiệp thực sự là đơn vị triển khai khi được duyệt. Số còn lại là doanh nghiệp cho mượn pháp nhân hoặc đứng ra xin cấp phép chuyến bay, sau đó bán quyền được tổ chức các chuyến bay cho các doanh nghiệp khác thực hiện. Vì vậy khi bị yêu cầu hoặc bị gây khó, các đối tượng đại diện doanh nghiệp đã trực tiếp đưa tiền số lượng lớn cho những người có nhiệm vụ quyền hạn. Kết quả điều tra cho thấy, 25 người đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng, gây thiệt hại 10 tỷ đồng. 23 người là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng. 4 người môi giới hối lộ gần 75 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, có 21 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, những cái tên phải kể đến như ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 21,5 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng. Ông Đỗ Hoàng Tùng, Cựu phó cục trưởng cục lãnh sự nhận hối lộ hơn 12 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoàng Hà, cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng thường trực bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Ông Phạm Trung Kiên, cựu cán bộ thư ký của thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ số tiền hơn 42,6 tỷ đồng. Ông Vũ Hồng Nam, cựu thứ trưởng Bộ ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng. Ông Trừ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận hối lộ số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận hối lộ 5 tỷ đồng. Việc tổ chức các chuyến bay cứu hộ để không ai bị bỏ lại phía sau thể hiện sự quan tâm hàng đầu của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân. Đáng tiếc, nghĩa cử cao đẹp đó đã trở thành cơ hội cho những kẻ tham quan thực hiện một loạt hành vi sai phạm trong quá trình cấp phép cho chuyến bay giải cứu. Sau khi tổ chức thành công đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc về Việt Nam vào tháng 3 năm 2020, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tháng 4 năm 2020, chính phủ cho phép thực hiện các chuyến bay giải cứu theo hình thức công dân thuộc diện ưu tiên được về trên các chuyến bay do cơ quan nhà nước phối hợp tổ chức thực hiện và cách ly tại cơ sở quân đội. Công dân chỉ phải trả tiền vé máy bay, không phải trả tiền chi phí cách ly, gọi tắt là chuyến bay giải cứu. Do kinh phí dành cho việc cách ly của người dân tại các cơ sở quân đội có hạn, để khắc phục tình trạng này, chính phủ có quy định về việc thu một số chi phí của công dân tại các cơ sở cách ly quân đội. Sau đó, chính phủ cho phép tổ chức thí điểm 10 chuyến bay công dân tự nguyện trả phí toàn bộ, gọi tắt là chuyến bay combo. Khi thí điểm thành công, chính phủ tiếp tục cho phép tổ chức các chuyến bay combo song song với những chuyến bay giải cứu đến hết tháng 1 năm 2022. Thực hiện chủ trương trên của Đảng và Nhà nước, các cơ quan chức năng đã cấp phép và tổ chức được trên 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 người dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Để có tiền đi đêm với quan chức mà vẫn đảm bảo lợi nhuận thu được từ các chuyến bay, các doanh nghiệp sẽ tăng giá vé máy bay và các khoản chi phí phát sinh. Hậu quả, người dân chịu thiệt khi số tiền phải bỏ ra cho mỗi suất bay về nước bị đội lên nhiều lần. Kết quả điều tra cho thấy 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã có hơn 400 lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 226 tỷ đồng. Chuyến bay giải cứu là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp Vụ án xảy ra làm giảm rút lòng tin của người dân, tạo sơ hở để các thế lực thù địch, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Những diễn biến mới nhất về vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.